thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh giữa hai huyện Lang Chánh và Sầm Tớ giai đoạn 2022-2024. Ngày 7 và 8 tháng 12, đoàn công tác huyện Lang Chánh do đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao thiết bị y tế cho huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành cấp huyện. Đón tiếp và làm việc với đoàn đại biểu huyện Lang Chánh có đồng chí Phẹt Say Vi Lai Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra huyện Sầm Tớ, đại diện lãnh đạo huyện Sầm Tớ. Trong không khí đoàn kết thắm tình hữu nghị keo sơn, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường đã bày tỏ vui mừng phấn khởi khi sang thăm trao thiết bị y tế cho huyện Sầm Tớ. Phấn khởi thông tin tới đồng chí Phẹt Say Vi Lai Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra huyện Sầm Tớ và các đồng chí lãnh đạo huyện Sầm Tớ về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Lang Chánh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường nhấn mạnh, năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lang Chánh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 2.354 tỷ đồng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất là 4,53%, xếp thứ 10 toàn tỉnh về tốc độ phát triển năm 2023. Cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 30 triệu đồng một người một năm. Văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Trong những thành tựu phát triển của huyện Lang Chánh, cùng với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh, còn có tình cảm đặc biệt, sự quan tâm động viên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sầm Tớ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hợp tác hết sức đặc biệt giữa hai huyện trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác toàn diện giữa huyện Lang Chánh và huyện Sầm Tớ tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng hiệu quả, thiết thực. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động, thiết thực của tình cảm anh em, tình đồng chí, tình hữu nghị đặc biệt Thanh Hóa Hủa Phăn nói chung và Lang Chánh Sầm Tớ nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường tin tưởng với truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai huyện Lang Chánh, Sầm Tớ sẽ luôn kề vai sát cánh, đưa quan hệ hợp tác giữa hai huyện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào, Thanh Hóa Hủa Phăn, Lang Chánh, Sầm Tớ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Nồng nhiệt chào đón đoàn đại biểu huyện Lang Chánh do đồng chí Đỗ Văn Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn sang thăm trao thiết bị y tế cho huyện Sầm Tớ. Đồng chí Phẹt Say Vi Lai Thông, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban kiểm tra huyện Sầm Tớ đã bày tỏ niềm vui mừng, xúc động và trân trọng tình cảm tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lang Chánh. Điều này thể hiện tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Lào, hai tỉnh Thanh Hóa Hủa Phăn, hai huyện Lang Chánh Sầm Tớ. Cùng với thông tin tới đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường và các thành viên đoàn huyện Lang Chánh về những kết quả nổi bật mà huyện Sầm Tớ đạt được trong năm 2023, đồng chí Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban kiểm tra huyện Sầm Tớ, Phẹt Say Vi Lai Thông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lang Chánh vì đã luôn đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ huyện Sầm Tớ trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời khẳng định trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sầm Tớ luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai huyện Sầm Tớ, Lang Chánh. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường đã trao các thiết bị y tế cho huyện Sầm Tớ theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai huyện Lang Chánh và Sầm Tớ giai đoạn 2022-2024, gồm máy huyết học tự động, hệ thống soi cổ tử cung, monitor theo dõi bệnh nhân, mỏ vịt inox TV, máy lọc nước và một số thiết bị quan trọng khác phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại huyện. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã trao các phần quà mà lãnh đạo huyện Lang Chánh dành tặng cho lãnh đạo huyện Sầm Tớ. Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm bệnh viện huyện Sầm Tớ, chỉ đạo kỹ thuật viên lắp đặt, hướng dẫn cán bộ bệnh viện huyện Sầm Tớ sử dụng các thiết bị hỗ trợ, góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh cho người dân địa phương. Đoàn công tác cũng đã đến thăm cầu treo vượt sông Chu, công trình được sửa chữa năm 2023 do huyện Lang Chánh liên kết vật liệu sửa chữa cho huyện Sầm Tớ. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Văn Cường và các thành viên trong đoàn công tác huyện Lang Chánh đã đến thăm khu xây dựng chùa Mung Khun Sai Nha Lam. Ngôi chùa được xây dựng trên diện tích 2 hectare với hệ thống tượng Phật, tháp, khu thờ, tổng kinh phí hơn 11 tỷ kíp, dự kiến tháng 6 năm 2024 sẽ hoàn thành. Đây được đánh giá là một trong những ngôi chùa lớn nhất nước Lào.